Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập toán lớp 1 cánh diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 3. Các số 1, 2, 3. Bài số 1. Nấu theo mẫu. 1, 2, 3. 3 cái nấu với số 3. 1, 2 cái bút chì nấu với lại là số 2. 1, 2, 3. 3 cây cọ nấu với số 3. Một cái kéo ta nối với lại là số 1. Bài số 2. Tô màu đủ số lượng. Đây là 1, 2, 3, 4 con chó mà người ta yêu cầu là tô là 3, 3 con. Nhà chúng ta sẽ tô là 3 con. Một con. Hai con. 3 con. Ở đây là 1. 1 trái bóng. Đây là số 2. 2 cái chung. 1. 2. Đây là 3 cái số. 1, 2, 3. Nó qua bài B. Vẽ thêm để mỗi cây có 3 quả táo. 3 quả táo đúng không? Như vậy cái này là hiện tại là có 1. Thì chúng ta yêu cầu là vẽ thêm vẽ đủ 3, đủ 3 thì chúng ta vẽ thêm 2 trái nữa. Là một trái. Hai trái là đủ 3. Câu này thì chúng ta vẽ thêm là một trái là đủ. Rồi cái này là chưa có trái nào, chưa có trái nào thì chúng ta vẽ đủ 3 trái luôn. Một trái. Hai trái. Ba trái. Nó qua bài số tiếp theo. Bài số 3, viết số. Một. Rồi, sẽ viết đại diện một vài con. Con số 2 là từ đây qua đây. Từ đây này xuống. Con số 3. Số 3 trong một ô mà lên trên dưới là hai ô. Nè, ta vẽ đại diện, ta viết đại diện vài con. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. 1 rồi 2 rồi 3. 3 2 rồi 1. Bài số 5. Bài số 5 là người ta họ cho cái bức tranh. Thì chúng ta đếm trong này là có một số con ong, số con bướm được không? Rồi con kiến. Đây cả là đếm số con ong.
chúng ta đếm này, 1 này, 2 này, 3, 3 con ong. Con bướm, 1 con bướm, 2 con bướm. 2 con bướm. Con kiến, 1 con kiến, 2, 3 con kiến. Bông hoa, 1, 2, 2 bông hoa. Ong mặt trời có 1 à. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi về kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều bài đọc sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em tốt.